Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách 40 chợ đang mở cửa. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách các chợ truyền thống theo các hạng đang hoạt động ở các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Cụ thể là danh sách các chợ bán các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố gồm 40 chợ, đã bao gồm chợ mở cửa trở lại được cập nhật đến ngày 19 tháng 7. Theo đó, có 9 quận tại Thành phố Hồ Chí Minh không còn chợ nào hoạt động là quận 1, quận 3, quận 4, quận 6, quận 7, quận 8, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú và hai huyện Hóc Môn, Nhà Bè. Còn lại các quận huyện đều có chợ hoạt động. Ngoài ra, tất cả các quận huyện thành phố đều có số lượng siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi đang hoạt động khá nhiều và phân bố rộng khắp. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 3.001 điểm bán hàng bình ổn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, thành phố còn có 388 điểm bán hàng bình ổn lưu động được phân bổ khắp các quận huyện thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức bao gồm chợ Cát Lái, chợ Bình Trưng, Thạnh Mỹ Lợi, Phú Hữu, An Bình Cũ, Linh Xuân, Tam Hải, Bình Phước, Hiệp Bình Chánh. Quận 5 có chợ An Đông, quận 10 chợ Nguyễn Tri Phương, quận 11 chợ Phú Thọ, chợ Bình Thới Mới. Quận 12 gồm chợ Ba Bầu, Tân Chánh Hiệp Cũ, An Phú Đông và chợ Ngã Tư Ga. Quận Bình Tân có chợ Kiến Thành, quận Bình Thạnh chợ Bà Chiểu, Văn Thánh Mới, quận Gò Vấp chợ An Hội, Hành Thông Tây. Huyện Bình Chánh có chợ Bình Chánh, chợ Đệm, Tân Nhật, Thuận Đạt. Huyện Cần Giờ bao gồm chợ Tam Thôn, Hiệp Đồng Hòa, Long Thạnh, An Thới Đông, Bình Khánh, Cần Giờ, Hòa Hiệp, Lý Nhơn. Huyện Củ Chi gồm có Lô 6, Phạm Văn Cội, Trung An, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết về việc mở cửa của các chợ truyền thống trên địa bàn, hiện thành phố đã có chủ trương theo đó để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa thực phẩm thiết yếu cho nhân dân được nhanh chóng, kịp thời nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Các chợ đang tạm ngừng hoạt động chỉ được mở trong điều kiện đảm bảo an toàn, kiểm soát dịch bệnh là yêu cầu có tính bắt buộc, có biện pháp kiểm soát hướng dẫn lưu động, mật độ tiểu thương bán hàng, mật độ người đi chợ đảm bảo 5K. Các chợ phải tổ chức mua bán theo cách tránh tiếp xúc tối đa giữa tiểu thương và người mua, khuyến khích bán hàng đồng giá, ngành hàng bán phục vụ thực phẩm tươi sống, rau củ quả. Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố cho biết, nếu không gian chợ chưa đảm bảo thì có thể sử dụng các mặt bằng phù hợp để tiểu thương và người dân họp chợ an toàn. Việc tạm dừng hoạt động hoặc mở lại do Ủy ban Nhân dân quận huyện căn cứ tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế quyết định. Sở Công Thương thành phố đã có hướng dẫn giải pháp thí điểm về phương án tổ chức kinh doanh thực phẩm tươi sống, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để đặt lịch và quản lý khách đi chợ, các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch như 5K, phân luồng, bán hàng đồng giá, dựng vách ngăn. Hôm nay 19 tháng 7, các quận huyện đã tổ chức mở cửa hoạt động trở lại chợ An Đông quận 5, chợ Kiến Thành quận Bình Tân. Các quận huyện đang xây dựng phương án và sẽ sớm tiếp tục tổ chức mở lại thêm nhiều chợ trên địa bàn. Các chợ khác khi đủ điều kiện các quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ thực hiện các bước và công bố thông tin cho người dân. Dự kiến trong tuần này, chợ Xã Tây quận 5, chợ Phú Định, chợ Minh Phụ quận 6, chợ Nhật Tảo quận 10, chợ Bà Lát, chợ Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh, chợ Hóc Môn huyện Hóc Môn, chợ Cầu Kinh, chợ ấp 3 huyện Nhà Bè sẽ mở cửa hoạt động trở lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.